Đây các bạn ạ, tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng đây chính là cái thực thể đã làm nhiễu sóng wifi của tôi suốt mấy ngày hôm nay. Cứ mỗi lần tôi mở phim lên xem là nó cứ bị chặn, nó cứ bị lag. Nên là tôi quyết định là đi lên trên trời và tìm hiểu lý do nguyên nhân tại sao thì tôi bắt gặp cái máy này. Chắc chắn luôn, nó đang hút, nó đang trích cái loại dòng năng lượng điện của tôi. Nên là tôi quyết định sẽ phá hủy nó. Nhưng mà từ từ, mình phải khám phá một tí đã. Tôi chết rồi. Có chuyện gì đó rất là lạ ở đây các bạn ạ. Bỗng dưng có một cơn bão thổi đến với vận tốc và cấp gió cấp 5, cấp 7. Cộng thêm tôi bị truy nã 2 sao mặc dù tôi không hề làm gì cả. Cảnh sát thì đang bao vây, nhưng mà bởi vì không biết bơi cho nên là không thể bơi qua. Bỗng dưng tôi bị mất hết lệnh truy nã rồi và cảnh sát cũng giải tán. Ô, ai đây? Úi dồi, cái gì đây? Cái gì đây? Mày bị điên à? Hôm nay là thằng nào vậy? Tự nhiên, ôi, nó giống mình các bạn ạ. Từ sức mạnh cho đến hình dáng, cho đến cả cái ấy, nó cũng giống như mình luôn. Hôm nay, từ từ bình tĩnh. Tức, bình tĩnh là bạn. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Mình lên đây nói chuyện nhá. Mình cứ đi gặp cảnh sát là an toàn nhất bây giờ. Mẹ nó thật, xong rồi, ăn tụt vào tay tôi rồi. Đừng là ăn cướp rồi các bạn ơi. Vãi cả loàn nữa. Ui giời. Mày đúng thật là thằng này. Nói thật với các bạn là không thể nói chuyện bằng mồm miệng nữa đâu. Các bạn nhìn nó đánh thôi mà xem. Nó cuột tôi như chào như mẹ này. Thì tôi nghe là cứ đấm nó cho nó nhanh. Mày là mày. Ui. Thằng này khá thật các bạn ạ. Mày, bố mày phải đấm cho mày biết đường. Tôi khá là nghi ngờ sức mạnh của nó trên cái trái đất này ấy. Ui, người mà có thể hạ được tôi ấy chắc chỉ có bố mẹ tôi thôi. Vậy mà nó có thể đánh ngang tôi, thậm chí nó còn giống tôi đến từng sợi lông cm. Mày, bắt tra hỏi mới được. Mày, tôi phải cố gắng bắt cho bằng được thằng này. Rồi, mày gô cổ mày lại, xích mày lại. Mày vào đây. Mày là thằng nào? Tại sao mày lại đánh tao và mày có hình dáng giống tao như thế? Tao chính là người sống ở cái UFO. Cái gì? Đúng vậy, mày đã xâm nhập nhà tao. Tao đã làm gì nhà của mày chưa? Chính mày là kẻ đã làm nhiễu sóng wifi của tao, làm tao không thể nào xem được phim... Phim gì? XX. Hả? Phim sinh nhân X ấy. Không phải nói nhiều. Đi ra biển. Bỏ lên. Đánh nhau ở đây ảnh hưởng bao nhiêu sinh mạng. Là một người anh hùng, trong lòng tao không cho phép tao làm như thế. Không phục xong rồi, vãi lều luôn. Thằng này nó bật bật các bạn ạ, nó tuột mất. Mày, đừng tưởng mày hưởng ra được một lần là mày sống nhá. Mày áo. Thôi rồi. Lên đây nào bạn ê. Bạn gì ê? Nó còn bắt mình mò chân đến dép nữa. Fuck. Thiên nhà mày. Thôi được. Mày định chơi trò cắn lén gì? Ở kia lại chui xuống gầm tiếp à? Mày bị điển. Thằng này nó thiếu. Thiếu cái kiểu chiếc trò thủ đoạn rồi các bạn ạ. Bố mày xuống rồi đây. Ui giời, biết liền kiểu gì, thằng này nó cũng chưa kiểu cắn trộm mày. Mày là không có thoát được đâu con. Thằng này phải giết các bạn ạ. Phải nhổ cỏ tận gốc. Trong một cái khu rừng không thể có 2 con sư tử được, mà nó chính là một con giống như hiện như mình. Hôm nay một là tao sống, hai là mày chết. Thế thôi. Sao nó mạnh thế? Xong rồi.
thằng này nó có sức mạnh giống như hệt như mình các bạn ạ. Ai mà ngờ được cái UFO đấy khi mà giết tôi thì nó đã thu thập hết tất cả cái nguồn gen của tôi. Bây giờ nó chính là bạn sao của tôi 101%. Tại sao có thêm 1% thì chắc là nó được bồi bổ thêm một tí rocket. Đùng. Lửa của tôi bắn vào nó còn không khí ngấm nữa cơ mà. Cái lượng nhựa này. Đâu rồi? Ui dồi, ôi, giả thích cả mình. Mày ấy. Tốt nhất ấy là đi với tao. Ui dồi. Xong có lợi. Chưa xong đâu. Ôi, tôi không thấy gì cả các bạn ạ. Định đấm ai. Trời ơi. Ui, không ổn các bạn ạ, đánh người đây hẹp quá. Tôi đây rồi. Phải đổi địa điểm đánh nó mới thoải mái, nó mới khoái chí, đúng không em? Mày ấy chỉ biết chọn cái địa điểm nó không thích hợp cho cả hai thôi. Bây giờ vào đây tao với mày, hai đứa sống chết tao cần hết. Ui giời, phải cả loằn. Nó lao từ đâu đến đây? Chết, mấy cái thằng cảnh sát này mắt chúng mày bị đùi à? Chính cái thằng kia, cái thằng phá phách kia sao chúng mày bắn? Khổ cực thật sự. Đã vươn tay đúng chân rồi lại còn mẹ hại mình. Mày ôi. Sao không đấm được nó? Vươn tay đúng chân. Thằng này đúng là thằng thề luôn, không có gì khó bằng cái việc mà phải hai thằng giống nhau đều tranh chấp một cái thứ mà nó giống nhau các bạn. Các bạn xem phim Tôn Ngộ Không cũng nhận ra hai thằng của Tôn Ngộ Không giống nhau đánh nhau không biết phải làm nào. Ở đây làm gì quan tâm người ta. Kiểu kệ, quan tâm rồi. Đấy mẹ mày mặt liền nè, bố mày nhịn mẹ bị lâu rồi đấy. Vãi lều, bụi cỏ này đấm không qua được á. Ôi bụi cỏ thần thánh à. Ào sự kiện mày ra tòa vì cái tội này là sao chép người khác. Thậm chí còn có phần đỉnh hơn người tao nữa. Đâu rồi? Ở đây. Ui giời vãi lều, thề luôn cái bụi cỏ. Mình lần đầu tiên thấy cái bụi cỏ nó bá đạo như thế này. Cái gì đấy mấy thằng cảnh sát này. Xịt. Mày ấy. Đi không đi chết cũng phải chết. Nào giờ đi ra biển đánh ở đây không ổn thế nào ạ. Để vớ vẩn ruồi nhăng ruồi cụa, có roi thì thả tao ra được thôi, tích thì thả mẹ. Ui dồi, phải liều biết thế, không phóng lửa nên đúng là phải làm hại cái thân vô được. Ui dồi mày à con này đi. Ui đâu rồi? Ôi mẹ, liều đấm nó xa đấy rồi à. Ui con mẹ em mày toàn chơi kiểu mày cắn trộm lén lút như thế à. Ui như kiểu đấm nó đầu phát nó đấm lại mình phát, hai đứa đau như nhau chả được cái gì các bạn. Đúng là bố mẹ dặn quả không sai, phải tốt nhất là đừng có đánh nhau. Tôi đã đánh nó suốt hơn một ngày trời rồi các bạn. Bầu trời đã chuyển từ tối sang đen. Đến cả những loài cá ở đây đều đã chết gần hết rồi. Nó cái sức mạnh của nó hoàn toàn giống tôi, vì vậy cho nên là hai đứa đều rất là trâu chó. Mày, tao cho mày một lần cơ hội cuối. Cút hoặc là bị chết. Áo chót mày chết. Cái gì? Không hiểu tiếng người à? Ôi giời. Mày ấy. Không, tao đã cho mày một cơ hội cuối cùng rồi. Bật chế độ sức mạnh đặc biệt. Ôi giời, phải cả liều. Đấy, nó là phải như thế.
Cái đây là do sự lựa chọn của mày thôi. Mày đã không chấp nhận lấy cơ hội của mình. Tốt nhất là mày nên biến đi cùng với cái UFO đó. Nếu tao về tao xem phim mà còn không được nữa thì tao sẽ lên đốt bằng rễ bằng gốc của mày luôn. Thôi được rồi, vậy là xong rồi.